Những chiếc điện thoại đắt nhất hiện nay không chỉ là phương tiện liên lạc thông thường, mà nó còn là cách để giới siêu giàu thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình. Chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng khi biết được mức giá trên trời của chúng. Vertu Ester có giá khoảng 150 triệu đồng. Với các đại gia, cái giá 150 triệu đồng có thể không quá đắt, nhưng với nhiều người bình thường thì cái giá này thật có thể khiến người ta phải tặc lưỡi. Vertu Ester được làm thủ công ở Anh, vỏ máy là bằng titan, màn hình của máy làm từ sapphire 117 carat 5.1 inch. Tag Eraser như một chiếc xe đua thể thao. Tag Eraser có thiết kế rất bắt mắt khi được tạo hình giống như một chiếc xe đua thể thao. Với vật liệu cao cấp như titanium, sợi carbon siêu bền, Tag Eraser hiện có mức giá khoảng 200 triệu đồng. Virtu Signature Touch là một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Vertu, đó là chiếc điện thoại Vertu Signature Touch. Màn hình của máy 5.2 inch với mặt kính làm từ sapphire, sườn của máy làm bằng titan. Ngoài ra, cấu hình của máy cũng mạnh khi được hỗ trợ camera 21 megapixel, bộ nhớ 64 GB. Để sở hữu chiếc điện thoại này, bạn phải bỏ ra khoảng 200 triệu đồng. Tech Erling Exclusive giá hơn 600 triệu đồng. Tech Erling Exclusive có mức giá tương đương với một chiếc ô tô là 645 triệu đồng. Chiếc điện thoại này được lắp ráp thủ công với thân máy làm từ thép không rỉ, màn hình phủ lớp kính bảo vệ Gorilla Glass, mặt sau của máy thì được bọc bởi da thằn lằn trắng. Tag Heuer Meridius thế hệ thứ hai đã có mặt tại Việt Nam. Tag Heuer Meridius chỉ mỏng 12mm, thiết kế 2 sim, được lấy cảm hứng từ kiểu dáng của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ có giá 475 triệu đồng. Để tạo nên chiếc điện thoại với 430 chi tiết, làm bằng vật liệu sapphire và thép chống xước, các thợ lành nghề đã phải lắp ráp hoàn toàn thủ công. Tại Việt Nam, Tag Heuer Meridius được rao bán với 4 phiên bản khác nhau là màu hồng, trắng, bản dùng da cá sấu và da bê. Tonino Lamborghini Spider-Mobile L6A8 có xuất xứ từ Italy. Nếu sẵn sàng bỏ ra khoảng 480 triệu đồng, bạn sẽ sở hữu được một chiếc điện thoại xa xỉ được đính lượng kim cương là 7,8 carat. Chưa hết, màn hình 2.2 inch của máy được làm từ đá sapphire chống trầy xước, khung máy được tạo từ thép không rỉ. Chiếc máy này ghi điểm nhờ có nhiều tính năng như kết nối 3G, Wi-Fi. Vertu Constellation A-Star là điện thoại nắp gập đầu tiên của Vertu. Vertu Constellation A-Star chính là điện thoại có thiết kế nắp gấp đầu tiên của hãng điện thoại danh tiếng Vertu. Chiếc điện thoại này được làm hoàn toàn thủ công với bản lề cố định bằng đôi chốt thép không rỉ. Mặt trước của máy được gắn 175 viên kim cương, vỏ bằng thép không rỉ, kính là bằng sapphire chống trầy xước. Tất cả đã tạo nên một chiếc điện thoại vô cùng tinh tế và sang trọng. Giá bán của Vertu Constellation A-Star khoảng 320 triệu đồng. Goldvish Beyond Dreams có giá bán hơn 1 tỷ đồng. Dù đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam được khá lâu, đến nay Goldvish Beyond Dreams vẫn đang là một trong những chiếc điện thoại đắt nhất từ trước đến nay. Với giá bán hơn 1 tỷ đồng thì dĩ nhiên chất liệu tạo nên chiếc điện thoại này cũng phải khác biệt. Goldvish Beyond Dreams được làm bằng vàng 18K, có gắn 246 viên kim cương 2,3 carat. Dù không có nhiều tính năng hiện đại, nhưng vẻ ngoài sang trọng của Goldvish Beyond Dreams sẽ là một điểm cộng rất lớn. Virtu Sanitra S Yellow Gold được giới doanh nhân Việt Nam ưa chuộng. Vertu Signature luôn được biết đến là hãng điện thoại cao cấp, rất được giới doanh nhân ưa chuộng. Các đại gia Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Vertu Signature S Yellow Gold được thiết kế từ những chất liệu quý như platin, vàng hay kim cương. Bàn phím của máy được đính viên ngọc ruby 4,75 carat. Bề mặt của chiếc điện thoại lại là một miếng ngọc lớn. Mặt kính làm bằng sapphire chống trầy xước rất tốt. Mức giá 750 triệu đồng của một trong những chiếc điện thoại đắt nhất này có lẽ không hề đắt đối với giới đại gia. Điện thoại đắt nhất hiện nay, Dior Reverie siêu sang chảnh với giá 3 tỷ đồng. Dior Reverie ngay từ khi mới được giới thiệu trên thị trường đã khiến cho không ít người phải khiếp vía với mức giá siêu đắt đỏ của mình. Được biết đến là chiếc điện thoại độc nhất vô nhị có thiết kế vô cùng đặc biệt. Mặt trước của điện thoại được khảm trai trắng cùng 1.424 viên kim cương óng ánh 6 carat. Mặt sau thì được trang trí bởi các đường họa tiết bằng vàng trắng 18 carat. 99 mảnh linh kiện khác của điện thoại được tạo nên từ những vật liệu quý hiếm như đá pha lê sapphire, thép không rỉ hay gỗ sa cừ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ bấm đăng ký để xem những video mới nhất nhé.